tôi cho hình. Mà tôi thấy con trắng là tôi ớn. Coi như là dứt điểm. Dạ. Là coi như là là cái be xin lút number ấy. À. Là cái em đưa á. À cái đó. Ăn ngày hôm qua là thấy giúp mà coi như tôm nó ăn lại nhanh liền, ăn được ruột nái lại liền. Yeah. Còn cái thuốc kia còn mấy cái kia là ăn là coi như là khi mà thấy giúp là con tôm cũng không ăn nữa, cũng không ăn lên được. Như sản phẩm này là anh đánh giá thì giờ cũng là 20 năm nay là tôi thấy cái thuốc cái phần trắng này là hay. Dạ. Nó tôi ăn 3 ngày mà không hết là tôi bắt thôi chứ tôi không có để, tôi không có theo. Ngày bây giờ mình theo nhiều rồi. Bữa là ngày đầu là ăn là hết giảm qua ngày 60% á. Ngày thứ hai á, giảm 60% á. Dạ. Dạ, hiện tại để được rồi đó. Dạ. Bữa nay đông lên thì kỹ ra. Nói chung thì mình cũng không chủ quan, mình cứ môi trường mình nó giữ cho sạch á, đỡ bị tái đi trái lại, tại mình ao đất ấy nó vướng là nó hay dễ vướng lại. Ao đất mà mình trị được như vậy là cái ao bạc này rất dễ. Thơm anh Tèo, khu vực Mỹ Thanh. Sau khi liệu trình xử lý phần trắng bằng Bacillus number, hiện tại là tôm anh đang được khoảng 55 ngày, sai khoảng 100 con. Anh chào không? Giống Việt Úc. Gieo đây là đang khoảng 7 vạn tôm. Hiện tại là đã hết phân trắng và tôm đang ăn rất là khỏe.